Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy May mắn. Một trong những yếu tố khiến các mối quan hệ xã hội có thể trở nên tốt đẹp, bền vững chính là sự tin tưởng giữa con người với con người. Tuy nhiên, như vậy không có nghĩa là chúng ta nên tin tưởng vào người khác vô điều kiện, không biết cách bảo vệ chính mình để đến nỗi bị lừa gạt. Hãy thật tỉnh táo trước cuộc sống, bởi cuộc sống là những sự dối lừa. Hãy dùng lý trí để phán đoán, đừng dùng con tim quá nhiều. Đừng để lòng tin bị đặt sai chỗ sẽ khiến nhiều thứ xung quanh chúng ta bị mất đi. Đừng để sau này phải hối hận. Vậy quý vị có biết 12 con giáp sẽ bị ai lừa hay không? Tất cả các con giáp đều bị lừa gạt, không phải là một số. Dù có trí thông minh như tuổi Thìn hay sự tỉ mỉ, cẩn trọng như loài chuột, thậm chí khôn lanh, nhanh nhẹn như tuổi Thân vẫn bị người khác đâm sau lưng. Thậm chí, một số con giáp bị chính người thân thiết nhất lừa dối. Quý vị hãy cùng kênh Phong thủy May mắn tìm hiểu trong video ngày hôm nay để có thể biết chi tiết được 12 con giáp bị lừa bởi ai, bởi điều gì. Trước khi nghe kênh Phong thủy May mắn chia sẻ thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm những thông tin hữu ích khác. Đầu tiên là tuổi Tý. Người tuổi Tý nổi tiếng với tính cách tỉ mỉ, cẩn trọng. Vì thế, họ không dễ dàng đặt lòng tin của mình vào những người xung quanh, đặc biệt là những người chỉ mới qua một vài lần gặp gỡ. Do đó, việc con giáp này sẽ không bị những mối quan hệ không thân thiết lừa gạt. Tuy nhiên, theo tử vi, tuổi này lại là người đặt rất nhiều niềm tin vào những người thân thiết, họ hàng, không bao giờ nghĩ rằng những người ruột thịt sẽ sắp tâm làm hại mình. Hơn nữa, tuổi Tý thường là một người không thích tiêu xài hoang phí cũng như chi tiêu vào những việc không cần thiết. Thường đặt ra kế hoạch chi tiêu của mình. Tuy chi li nhưng với những người thân thiết họ không như thế, sẵn sàng giúp đỡ, không tính toán thiệt hơn. Vì vậy, khi phát hiện ra mình bị lừa, họ sẽ cảm thấy vô cùng thất vọng và suy sụp. Tuổi Sửu. Người tuổi Sửu rất chân thành, chăm chỉ nhưng khuyết điểm là quá thật thà, tốt bụng. Lúc nào cũng đối xử hết lòng với người khác nên họ luôn tin rằng người khác cũng đối xử với mình một cách thành thật như vậy. Họ thường không có lòng để đề phòng những người khác nên rất dễ bị lừa gạt, cho dù đối tượng là người họ chưa bao giờ gặp. Chỉ cần có ai kể lể than khóc nghèo khổ ra sao là những chú trâu lập tức bị mùi lòng, sẵn sàng làm mọi việc để giúp đỡ đối phương. Thậm chí có khi bị chơi xấu, đâm sau lưng thì chỉ cần kẻ đó đưa ra lý do đáng thương thì con giáp này có thể tha thứ ngay, chẳng truy cứu trách nhiệm. Nhưng đổi lại, vì con giáp này rất tốt bụng nên họ được lòng những người xung quanh. Ai thân thiết với tuổi Sửu cũng sẽ đối xử với họ rất tốt, không chỉ nghĩ đến chuyện lừa dối họ bao giờ. Tuổi Dần. Tuổi Dần có tính đa nghi, vì vậy trước khi bắt tay vào việc gì, họ cũng suy tính rất kỹ càng. Người ngoài có thể cảm thấy rằng họ là một người rất quyết đoán, thậm chí là nóng vội. Nhưng trên thực tế thì hoàn toàn không phải như vậy. Họ làm việc gì cũng suy tính rất chu toàn. Do đó, muốn lừa người tuổi này vào bẫy, đối tượng phải là bạn bè thân thiết, thậm chí là lâu năm, những người vốn đã rất hiểu tính cách và cách suy nghĩ của họ. Khi phát hiện ra mình bị mắc lừa, họ sẽ không cam chịu mà chắc chắn sẽ nghĩ cách phục thù. Tuổi Mão. Suy nghĩ của người tuổi Mão khá đơn giản, thế giới trong mắt họ rất tốt đẹp, không có nhiều âm mưu, người hãm hại người. Vì thế, họ thường giữ quan hệ tốt với rất nhiều người. Một khi đã quen biết với ai, họ thường tin tưởng vào người đó vô điều kiện, chẳng có chút lòng phòng bị nào cả. Cho dù người tuổi Mão có chịu thừa nhận hay không, thì họ cũng là những người quá ngây thơ. Từ khi còn bé đã như vậy, đến khi lớn lên, họ cũng không thay đổi quá nhiều. Họ rất dễ tin những lời người khác nói là thật. Cho dù trưởng thành, họ cũng bắt đầu biết cách đề phòng người khác, thì họ cũng vẫn là những người cảm tính, khi yêu là yêu hết lòng, chẳng đề phòng người yêu của mình bao giờ. Do đó, tử vi 12 con giáp thấy họ rất dễ bị lừa dối trong chuyện tình cảm, dù không tổn thất nhiều tiền bạc nhưng sẽ gây ra cho họ những vết thương trong lòng. Tuổi Thìn. Người tuổi Thìn rất tự tin vào khả năng của bản thân và trên thực tế, họ cũng là những người rất tài giỏi, thậm chí có thể tự gây dựng cơ đồ bằng chính sức của mình.
Tuy nhiên, họ lại có một điểm yếu, ấy là không thể phân biệt được cấp dưới của mình là thật lòng với mình hay chỉ nịnh nọt mình để tìm cơ hội thăng tiến. Ai mà chẳng thích được khen, và tất nhiên người tuổi này cũng vậy, họ rất dễ nghe lọt tai những lời ba hoa của cấp dưới, vì thế đưa ra những quyết định sai lầm. Tuổi Tỵ. Nếu có ai nói gì với người tuổi Tỵ, họ sẽ không tin tưởng vô điều kiện ngay lập tức. Thế nhưng, họ lại rất dễ lọt tai những lời đồn đại bên ngoài. Vì vậy, cách lừa dối con giáp này tưởng khó nhưng lại rất đơn giản. Chỉ cần tạo ra những lời đồn xung quanh cuộc sống của họ, càng nghe lâu, họ càng thấy tin tưởng hơn và cuối cùng mắc lừa lúc nào không biết. Tuổi Ngọ. Người tuổi Ngọ năng nổ và lương thiện, con giáp luôn hy vọng rằng ai cũng sẽ gặp được những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Một khi có ai đó gặp khó khăn, tuổi Ngọ sẵn sàng sẵn tay và trợ giúp ngay. Thậm chí, dù có phải chịu thiệt thòi vì điều này, con giáp cũng không quan tâm và để ý đến. Con giáp này cảm thấy chỉ cần mọi người xung quanh mình vui vẻ thì mình cũng đã rất vui vẻ rồi. Người tuổi Ngọ có thể giúp đỡ bất kỳ ai, dù gái trai hay già trẻ. Chính vì vậy, nhiều lúc lòng tin bị đặt nhầm chỗ, con giáp thường được người xấu bụng lừa gạt. Đặc biệt là với phụ nữ. Người tuổi Ngọ thường cho rằng phụ nữ là đối tượng yếu đuối, mỏng manh, cần được bảo vệ nên chẳng bao giờ họ cho rằng phụ nữ có thể lừa gạt được mình. Vì không có lòng đề phòng nên con giáp này sẽ rất dễ bị phụ nữ lừa gạt. Đến lúc nhận ra thì cũng đã quá muộn. Chỉ sau khi trải qua những kinh nghiệm đáng tiếc thế này, họ mới bắt đầu thay đổi quan điểm của mình, không quá tự tin vào bản thân mình mà coi nhẹ những người xung quanh. Tuổi Mùi. Tử Vi thấy rằng người tuổi Mùi rất hiền lành, tốt bụng. Con giáp này chẳng bao giờ nghĩ đến việc so đo, tính toán hay chơi xấu ai. Khi làm việc tốt, người tuổi Mùi cũng thường rất lặng lẽ, chẳng khoe khoang, phô trương với mọi người xung quanh. Đặc biệt, người tuổi Mùi là những người rất coi trọng gia đình. Họ luôn đối xử hết lòng, hết dạ với người thân và chẳng bao giờ nghi ngờ bất cứ việc gì. Cho dù có thể họ nhận ra những dấu hiệu đáng ngờ đi chăng nữa, họ cũng sẽ chọn cách lờ đi. Đây là một trong những nguyên nhân khiến họ rất dễ bị nửa kia của mình lừa gạt, khiến họ phải chịu tổn thương sâu sắc. Vì thế, khi yêu, con giáp này cũng cần phải lý trí hơn, giữ chính kiến của mình. Tin tưởng nửa kia là điều vô cùng cần thiết trong hôn nhân, nhưng không phải lúc nào cũng nên tin tưởng một cách mù quáng như vậy. Tuổi Thân. Người tuổi Thân có tính cách rất cởi mở, phóng khoáng. Họ đối xử với mọi người một cách rất thật lòng, chẳng bao giờ so đo, tính toán với ai, đặc biệt là những người đã quen biết trong một thời gian dài. Người tuổi Thân khá hòa đồng, giỏi giao tiếp, thích giao lưu với người khác. Nếu tuổi Thân có một người hàng xóm thân thiết thì đó là điều dễ hiểu. Ở cạnh nhà nhau lâu, người tuổi này coi hàng xóm cũng thân thiết như người thân của mình, cũng chẳng đề phòng chút nào. Do đó, nếu họ không may ở bên cạnh những kẻ mưu mô, thường hay hãm hại người khác, thì họ sẽ rất dễ rơi vào chồng một cách đáng tiếc. Con giáp này cần phải học cách phân biệt những kẻ tốt xấu xuất hiện xung quanh mình. Tuổi Dậu. Người tuổi Dậu thường không quá quan tâm đến những việc xã giao, vì thế mối quan hệ của họ không quá rộng, tỷ lệ gặp những kẻ lừa đảo cũng sẽ không cao. Tuy nhiên, đáng ngạc nhiên là con giáp này lại rất dễ mắc lừa những đứa trẻ ngây thơ. Họ thường tin vô điều kiện vào những lời trẻ nhỏ nói, có lẽ một phần là bởi họ rất yêu mến trẻ con. Trên thực tế, trẻ con cũng thường không có ác ý gì khi nói dối. Vì vậy, người tuổi này cũng không phải chịu bất cứ tổn thất nào. Tuổi Tuất. Người tuổi Tuất cởi mở, vui vẻ, là người hướng ngoại nên thường kết bạn với rất nhiều người. Tuy nhiên, con giáp này lại không có cái nhìn sắc sảo giúp nhận ra ai là người tốt, ai là kẻ xấu. Hơn nữa, người tuổi Tuất quá chân thành và cũng quá trung thành. Một khi họ đã quyết định làm ở đâu là con giáp sẽ gắn bó ở đó rất lâu, cho dù gặp phải khó khăn, trở ngại thế nào đi chăng nữa. Con giáp này luôn có thái độ tôn trọng và tin tưởng tuyệt đối vào lãnh đạo. Vì thế, cho dù mọi người xung quanh có nói thế nào đi chăng nữa, thậm chí chính bản thân họ cũng cảm thấy cách làm này không tốt. Nhưng chỉ cần lãnh đạo yêu cầu con giáp này thực hiện thì chắc chắn họ sẽ bắt tay vào làm ngay lập tức. Lời khuyên chân thành dành cho những người tuổi này là bạn nên phân biệt rõ đúng, sai, không nên mù quáng, nghe theo lời ai cả. Tuổi Hợi. Thoạt nhìn, người tuổi Hợi tạo cho người ta cảm giác họ là một người rất thật thà, nhưng thực chất họ là những người rất thông minh.
Họ có thể suy nghĩ trên rất nhiều khía cạnh, vì thế hiếm khi họ mắc lừa ai, cho dù đó là cái bẫy do những người hiểu rõ họ đặt ra. Trong con giáp này, chỉ chịu bó tay đầu hàng cho những kẻ lừa đảo chuyên nghiệp lấy tiền bạc ra dụ dỗ. Bản chất, ai mà chẳng ham tiền, ham giàu, người tuổi này cũng vậy. Vì thế, họ rất dễ đưa ra những quyết định sai lầm, mạo hiểm. Quý vị và các bạn thân mến, hy vọng thông qua chương trình ngày hôm nay, quý vị đã có thêm được những thông tin bổ ích để từ đó có thể liên hệ bản thân và rút ra kinh nghiệm, tránh bị kẻ xấu lừa dối khiến bản thân bị gặp tai nạn. Chương trình của chúng tôi đến đây là kết thúc. Chúc quý vị và các bạn sẽ gặp nhiều điều may mắn, thành công vạn cát. Và đừng quên like và theo dõi kênh để ủng hộ kênh Phong Thủy May Mắn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.